Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD. Và câu chuyện mà mình sắp kể đây sẽ là một câu chuyện để cảnh báo cho tất cả những bạn nào đang chơi trong thế giới Minecraft và đang sinh tồn ở một ngôi làng, hoặc là chính các bạn vừa tự tay xây dựng nên một ngôi làng cho chính mình. Bởi vì rất có thể thực thể đó sẽ tới. Và câu chuyện được diễn ra như sau. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ cắm một cây đuốc ở đây, một cây đuốc ở đây nữa, và mở cửa nhà ra thôi nào. Cắm đuốc bên trong ngôi nhà luôn, để mà tránh cái tình trạng đó nha, là bọn zombie creeper skeleton sẽ tự động spawn ở trong nhà của mình. Và đó, coi như vậy đó hả, là mình đã gọi là tạm thời hoàn thành xong được ngôi nhà của mình. Nhưng mà có một điều đó nha, mà có thể các bạn vẫn chưa hề nhìn rõ được trong cái thế giới Minecraft ngày hôm nay. Đây, để bây giờ mình cho tất cả các bạn cùng nhìn rõ nè. Tên tên, đó các bạn có thấy không? Chính tay của mình đó nha, đã tự tay xây lên được á hả? Hai ngôi nhà và một cái ruộng lúa. Mình á hả, đang trong một cái thời kỳ gọi là sao ta? Mình đang muốn đó nha, sẽ tự tay chính bản thân của mình xây nên một ngôi làng thiệt là bự ở giữa cái khu rừng gỗ Vân Sam nè các bạn ơi. Đó, vì vậy đó hả, mình đã hoàn thành xong được đó nha. Đó chính là đó hả, một cái ngôi nhà nè để mình ở. Lát nữa đó hả, mình sẽ đi lấy lông cừu các bạn ơi. Mình làm một cái giường và mình ngủ ở trong đây. Và ở bên đây đó nha, đây là các bạn thấy không? Đây chính là nhà kho nè. Đây, mở cửa ra. Đó, hiện tại đó hả, thì cái nhà kho của mình nó còn hơi nhỏ một xíu á. Mình tính đó nha, là sau này khi mình có thời gian thì mình sẽ nâng cấp cái hả nhà kho này cho nó bự hơn nữa đó các bạn. Tạm thời thì bây giờ chúng ta cứ sử dụng một cái nhà kho nhỏ đi. Và bên trong cái nhà kho này đó nha, mình đã để rất rất là nhiều những cái rương đồ luôn. Đây là ba cái rương nhỏ nè và ba cái rương đồ lớn đó. Rồi, đóng cửa lại nào. Và ở phía bên đây đó nha, đó chính là hả, mình đang có một cái ruộng lúa luôn. Thì hiện tại đó nha, mình chỉ mới có gọi là hả, làm một cái ruộng lúa như thế này thôi, chứ mình cũng chưa thể tài nào trồng lúa hay là hả, làm được gì khác á các bạn. Bởi vì đó nha, mình còn hả, chưa có cuốc đất lên nè, rồi mình còn chưa có hả, chưa có nước nữa. Nếu như đó nha, mà mình không bỏ nước vào á, thì cho dù mình có cuốc đất đó các bạn ơi, thì những cái miếng đất này đó hả, nó cũng sẽ trở về lại trở thành cỏ hoặc là khối đất bình thường mà thôi. Vì vậy bây giờ đó, trong người của mình hiện tại đang có sẵn một cái xô rồi các bạn. Cho nên chắc là mình đó nha, sẽ phải mau chóng đi múc nước mà thôi. Mình sẽ đi về phía bên này đi. Mình nhớ rằng là ở phía bên này nè các bạn ơi, có một cái ao, một cái hồ gì đó. Để mình đi về phía này, mình sẽ đi múc nước. Ok, đúng chuẩn luôn. Mình đã thấy được đó hả, một cái sông rồi các bạn ơi. Rồi, thấy hồi nào, và chúng ta hãy cùng nhau đi múc nước nha. Rồi, múc nước lên nào. Ok, được rồi đó. À, đã mở khóa công thức mới liền, quá là đã luôn các bạn ơi, tuyệt vời. Và hả, từ từ các bạn ơi, mình không biết là các bạn có nhìn rõ hay không nha, nhưng mà các bạn có thấy ở trước mặt mình không các bạn? Hình như là ở trước mặt mình nó có một cái gì đó mà nó giống như là một đỏ 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 mà đang nằm ở trên mặt đất kìa, nhìn giống như là vết máu hay sao đó. Từ 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 từ, để mình thử lại đó hả, mình coi thử coi đó nha, là chuyện gì đang xảy ra ở phía đó, tại sao tự nhiên trên mặt đất lại có. Đúng rồi này các bạn, đây chính là máu đỏ đó. Nhưng mà tại sao ở trong cái thế giới Minecraft tự nhiên lại xuất hiện máu đỏ ở một khu vực như thế này? Phải có lý do gì đó. Một trong là coi thử coi, mình phải nhanh chóng điều tra vụ án này. Và đúng rồi các bạn ơi, đây là máu đỏ nè. Và hả, holy crap, các bạn coi nè, oh my god luôn đó. Ở đây đó nha các bạn ơi, có một cái xác chết khô. Và mình nghĩ rằng đó hả, là những cái máu đỏ này nè, chính là những cái vệt máu đã khô lại của cái xác này đó các bạn ơi. Và rất có thể đó nha, là cái layer Minecraft này, hoặc là cái ông dân làng Minecraft này đã chết ở đây từ rất 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 là lâu rồi. Nhưng mà rõ ràng luôn đó nha, cái thế giới Minecraft này hả, là mình mới sinh tồn lần đầu tiên mà. Hay có khi nào là cái thế giới này đó các bạn ạ, đã có một ai đó vào đây sinh tồn trước mình và người đó đã chết không? What? Và hả? Ở đây cái tấm biển gì nè, đâu để mình đọc thử coi. Nó ghi là đừng tin hắn. Đừng tin hắn có nghĩa là sao? Tại sao đó nha, ở một cái khu vực như thế này lại có một cái tấm biển được ghi là đừng tin hắn? Hay có khi nào đó các bạn ơi, là chính cái layer Minecraft này, chính cái người chết này, anh ta đó hả, đã đạt một lời cảnh báo. Và anh ta nói rằng đó nha, là đừng có tin hắn. Nhưng mà hắn ở đây là ai mà được cơ chứ? Và tại sao đó nha, mình lại không nên tin hắn? Vậy làm sao nhỉ? What the hell? Mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu đó nha. Bây giờ mình phải làm gì đây nhỉ? Thiệt sự luôn á,
có quá ít manh mối mà mình không thể tài nào gọi là có thể gọi là sao ta xử lý kịp các bạn ơi. Manh mối quá ít. Đầu tiên đó nha, mình thấy có vết máu. Và vết máu đó đến từ chắc là cái tường player Minecraft này. Và ở đây có một tấm biển nó ghi là đừng tin hắn. Với số lượng thông tin ít ỏi như vậy đó nha, thì làm sao mình có thể hiểu được cái vấn đề gì đó đang xảy ra trong cái thế giới Minecraft ngày hôm nay cơ chứ. Vậy thôi được rồi. Chắc là hiện tại bây giờ đó nha, mình chỉ còn biết một cách nhất mà thôi. Đó chính là mình nên mau chóng ghim cái này trong đầu. Đó chính là mình phải luôn luôn tin rằng là đừng tin hắn, đừng tin hắn và đừng tin hắn. Thì mình tin chắc rằng với việc vậy các bạn ơi, thì mình có thể dễ dàng sinh tồn hơn. Thôi được rồi, dù gì bây giờ hả, công việc chính của mình đó nha, đó chính là mình cần phải lắp đầy cái xô. Đúng rồi đó các bạn, đó chính là lắp đầy cái xô nước. Và sau đó đó nha, là mình sẽ còn phải gọi là lắp đầy cái xô nước và bỏ xô nước này vào trong cái ruộng lúa của mình đó các bạn, để mình có thể trồng lúa. Cho nên chắc là bây giờ mình phải mau chóng về nhà của mình và làm công việc của mình thôi. Hả? Ủa? Từ từ. Hold on a minute. Mình có nhìn lầm không nhỉ? Tại sao ở giữa ngôi làng, ở giữa ngôi nhà của mình lại xuất hiện ra một con golem người sắt như thế này? Hả? Vậy là sao hả các bạn? Nhưng mà mình nhớ rõ ràng luôn đó nha, là khi mà mình xây dựng ngôi làng này nè, mình đâu có hề chế tạo ra một cái con người sắt, hay là mình có chế tạo một cái gì đâu, mà tại sao bây giờ lại có một con người sắt? Các bạn ạ, các bạn nào mà chơi Minecraft lâu năm rồi đó, hãy mau chóng đó nha, giải thích cho mình biết với. Liệu có khi nào nếu như chúng ta xây dựng lên một ngôi làng trong thế giới Minecraft á, thì sẽ tự động có một con người sắt xuất hiện hay là không? Chứ mình thật sự không hiểu luôn á. Tại sao lại như vậy cơ chứ, mình không hiểu gì luôn. Và người sắt chấm than, chấm than, chấm hỏi. Ta bảo vệ. Người sắt mà biết nói chuyện. Ôi mà từ. Các bạn phải ghi nhớ cái lời của cái player Minecraft hồi nãy mà anh ta vừa chết nha. Anh ta đã làm các bạn, anh ta nói rằng là đừng tin hắn. Hay có khi nào là anh ta đang nói về con người sắt này không? Con người sắt này các bạn ơi, là chúng ta không nên tin đó hả? Phải không vậy? Vậy là có chuyện rồi đó. Thôi, mau chóng vô nhà bảo vệ đi các bạn ơi. Và chắc là bây giờ nha, mình sẽ phải tạm thời núp trong căn nhà này. Và mình cứ liên tục quan sát đi, quan sát thử xem đó nha, là con người sắt này các bạn ạ, nó tính làm cái gì. Chứ mình thấy sợ quá à, không biết được là mình có nên tin nó hay không nữa. Các bạn ơi, nếu như nó nha là các bạn hả, thì các bạn có tin con người sắt này không? Mình thật sự không biết luôn á. Thôi được rồi, kệ đi. Bây giờ chắc là mình sẽ nên cứ mau chóng quan sát đi, quan sát con người sắt này để coi xem nha, nó có làm chuyện gì đó kỳ bí, kỳ dị và đáng ngờ hay là không. Trình thấy bắt đầu ghê ghê rồi đó. Ây da, bây giờ mình thấy rằng nó nha là trời đã tối luôn rồi. Mình đã cứ liên tục và tiếp tục quan sát cái tên người sắt này từ sáng cho tới tối luôn, tới tận bây giờ luôn. Nhưng mà mình vẫn thấy rằng nó nha là hình như cái tên người sắt này các bạn ạ, hắn ta vẫn bình thường mà. Hay là có khi nào nha, cái tên người sắt này thật sự không phải là một người xấu, hắn là người tốt nhỉ? Đúng rồi, người sắt thì đáng ra phải là người tốt chứ, làm sao là người xấu được các bạn. Vậy là mọi chuyện cũng bình thường rồi đó. Mình nghĩ rằng nó nha là chắc cũng không bị xảy ra đâu các bạn ơi. Rất có thể đó hả, người sắt này đang muốn giúp đỡ mình đó các bạn. Hả? Ủa? Cái gì vậy? Tại sao tự nhiên mình lại nghe thấy tiếng kính bể vậy hả? Tiếng kính bể ở đâu ra vậy? Hình như là chỉ có nhà mình là có kính đó nè. Vậy thì... Ủa? Gì vậy? Ủa? Một ông dân làng hả? Ủa? Ông dân làng ơi, sao ông từ đâu ra vậy? Và tại sao tự nhiên ông phá cửa kính nhà tôi sao vậy? Dân làng, này, lo mà chạy ngay đi. Tên người sắt đó không tin được đâu. Hả? Tại sao tên người sắt đó không tin được không dân làng? Tôi thấy rằng nó nha là tên người sắt đó đâu làm gì đâu. Tôi nghĩ đó nha, chắc chắn đó hả, 100% luôn. Người sắt đó hả, chính là người tốt đông dân làng ạ. Bỏ chạy ngay lập tức đi. Hả? Cái gì vậy? Mà nếu như đó nha, bây giờ tôi bỏ chạy đó hả, thì tôi chạy đi đâu được bây giờ? Thiệt sự luôn á. Trốn vào trong rừng với tôi nhanh lên. Trốn vào trong rừng với ông hả? Nhưng mà người sắt đó là người tốt mà. Làm sao nhỉ? Tôi thật sự không hiểu luôn á. Chả hiểu gì hết. Nè, để tôi hả trong dân làng coi. Ủa? Ủa? Cái gì? Ủa? Ủa? Các bạn, người sắt đâu rồi? Và Ủa? Hả? Ông dân làng đâu? Vậy là sao? Tại sao bây giờ cái tên người sắt đó hắn ta cũng biến mất luôn rồi mà ông dân làng này? À, hồi nãy đó nha,
Ông dân làng nói mình rằng là mình sẽ phải vào trong rừng để trốn với ông ta các bạn. Vậy chắc là bây giờ mình nên vào rừng đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình nghĩ rằng đó nha, là bây giờ đó hả, mình nên tin ông dân làng đó các bạn ạ. À. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ây da, vậy thực sự đó nha, cái tên người sắt đó đó có thể đó hả, hắn ta biết rằng á là cái ông dân làng đó biết sự thật về hắn ta, cho nên đó, trời ơi, bạn thấy chưa? Hình như cái gì đó các bạn ơi, thôi, chạy lên, 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 lên. Mình nên nghĩ hả, nên mau chóng vào rừng các bạn ạ. À. Và mình nên đó hả, tìm cách để mà đoàn tụ với lại cái ông dân làng kia. Mình tin ông dân làng các bạn ạ. À. Tên người sắt đó nha, 100% các bạn ơi, chính là người xấu đó. Mình tin là như vậy các bạn ạ. À. Mình nên mau chóng các bạn ạ, à, đi tìm ông dân làng đó thôi. Mình phải hỏi ông ấy là rốt cuộc đó nha, đang có hỏi chuyện xảy ra. Và hình như nè, ông ta nè các bạn, ông dân làng ơi, ông dân làng ơi, rốt cuộc là ông dân làng ạ, à, là đang có chuyện gì xảy ra với ông dân làng? Dân làng, kha 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 kha, mi bị lừa rồi, hả? Làng sao? Ông là kẻ xấu đúng không? Tôi không tin ông được nữa, tôi không thể tin ông. Và ơi, người sát đàn, người sát ơi, mau chóng mà hả, mau chóng giết tên là ác quỷ đi, hắn ta là quỷ dữ đó. Người sát, ta giết mi, hả? Ta giết mi lần sau cơ chứ? Lần sau hả? Ừ, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Quỷ dữ người sắt của đen thui lui à. Chết đi, chết đi, chết đi ơi. KSD bị giết bởi người sắt. Vậy là các bạn ơi, mình hiểu ra hết vấn đề rồi. Trong thế giới Minecraft này, mình không được phép tin bất cứ ai cả, kể cả dân làng, kể cả người sắt. Không tin hắn, nghĩa là không tin ai luôn đó. Oh my gosh. Và các bạn ạ, à, đó chính là toàn bộ câu chuyện về việc lý do vì sao mà nếu như các bạn đang sinh tồn ở trong một ngôi làng, hoặc là các bạn vừa tự xây dựng nên một ngôi làng của chính mình, thì hãy thật sự cẩn thận nhé. Nếu như khi các bạn đang sinh tồn mà bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện một tên người sắt không rõ nguyên nhân, không rõ lý do và không rõ từ đâu đến, thì rất có thể các bạn đang gặp phải ác mộng kinh khủng nhất. Vì vậy, hãy thật sự cẩn thận. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ.